Nếu nói vấn đề hiện tại là hàng trăm, hàng ngàn hoặc có thể là hàng triệu đặt bẫy ở trong khu rừng của Việt Nam thì chúng tôi có các giải pháp để mà giải quyết triệt để các vấn đề này. Nhất là mở rộng cái diện tích để bảo vệ. Thứ hai là cần có cái chính sách để bảo tồn động vật hoang dã. Thứ ba là cái vấn đề cần xử lý và xử phạt nghiêm minh đối với những đối tượng vi phạm về luật bảo vệ rừng và động vật hoang dã. Thứ tư là cần có cái sự hỗ trợ từ là các cộng đồng xã hội về vấn đề bảo tồn động vật hoang dã. Bản thân tôi cũng như các đồng đội vẫn đi tuần tra hàng ngày thì những cái cánh rừng đó là ngày càng là thay đổi theo thời gian rất nhiều và rất đáng mừng và đáng kể. Thứ nhất là về độ che phủ rừng ngày càng lớn, đa dạng sinh học ngày càng là càng tăng rõ rệt. Thì, từ đó là tạo một cái môi trường trong sạch và lành mạnh, tạo một môi trường là rất là ổn định và phát triển bền vững sau này. Để là hỗ trợ công việc tốt nhất cho anh em tháo dỡ bẫy thì thứ nhất là anh em trang cập đầy đủ các phương tiện như là máy định vị, bản đồ, la bàn, điện thoại thông minh, công cụ hỗ trợ. Thứ nhất, thứ hai là thường xuyên là tập huấn là các kỹ năng về các kỹ năng về vấn đề là chuyên môn như là kỹ năng là hiện trường, kỹ năng về thực thi pháp luật, kỹ năng về là sơ cấp cứu. Thứ ba là cần có kiểm lâm và công an đi theo là anh em tháo dỡ bẫy để là thực thi pháp luật đó. Có thể mỗi lúc mà chúng ta là thu giữ những động vật mà lâm dân được là bắt được thì sẽ có những cái mâu thuẫn là sẽ tấn công anh em. Đó là những cái khó khăn cho lực lượng của anh em tháo dỡ bẫy và là thả cái động vật. Từ khi thành lập khu bảo tồn giờ là qua những cái đợt giám sát và đánh giá lại của các cái chuyên gia nước ngoài thì người ta thấy rằng là cái sinh cảnh của sâu la là nó phục hồi, nó đang tốt lên và sự cái tần suất xuất hiện của một số loài nó cao dần qua những cái đợt giám sát. Có những bài báo người ta đã nói là đến cái câu chuyện rừng rỗng ở Việt Nam, điều đó làm chúng tôi cũng rất là băn khoăn, rất là lo lắng và cảm thấy đó là một cái trách nhiệm mình không thể chờ ai làm được, chỉ có mình làm thôi. Một cái điều mà trăn trở nhất là làm sao các ngành, các cơ quan chức năng ủng hộ cái việc bảo vệ rừng, ủng hộ cái việc bảo vệ động vật hoang dã, bởi vì không chỉ khu bảo tồn mới làm công tác gỡ bãi bảo vệ động vật hoang dã, nhưng mà các chủ rừng khác, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên khác, thú nó vẫn có, nó vẫn đi. Tức là hình như rằng cái việc mà bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ những cái loài thú hoang dã trong rừng giống như phó mặc cho các cái khu bảo tồn, các cái vườn quốc gia. Chứ còn những cái cơ quan chức năng khác trong lâm nghiệp cũng không phải là không quan tâm, không phải là thuộc nhiệm vụ, nhưng mà dường như cái sự bố trí cái phần thời gian, cái sắp xếp kế hoạch để cho việc bảo vệ động vật hoang dã rất nhỏ hơn với cái chuyện mà chống chặt phá. Cả về mặt kinh phí, cả về mặt xây dựng kế hoạch. Nếu mà chúng ta sức lòng giữ gìn các loài động vật, thực vật nó cũng suy giảm. Chắc có lẽ các loài động vật quý hiếm như hiện nay, nhất là sa la là nó sẽ không còn. Nên phải anh em phải làm việc, tất cả các ban ngành phải riêng cũng một bản thân em với lại tất cả phải chung tay góp sức.